Xin chào tất cả các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghiện Kể Lá của em ạ. Thì hôm nay em tiếp tục lên giới thiệu một chút về cái cây đế vương, và cụ thể là cây đế vương kim cương nha anh chị. Hay còn gọi là cây bikin ạ. Em sẽ quay một chút xung quanh cái cây và em sẽ nói một chút sơ về chút về cái cách trồng, những cái chăm sóc và cũng như là cái đặc điểm của nó. Đây thì cái đặc điểm nhận dạng của cái cây này thì khá đơn giản thôi nha anh chị. Anh chị nhìn cái màu lá này, anh chị có thể phân biệt được ngay so với những cái dòng lá khác. Đó. Đây là cây đế vương kim cương nha anh chị, hay còn gọi là cây bikin ạ. Thì đây là một cái dòng cây mà em trồng đã khá lâu rồi anh chị, trồng lâu rồi, nên cái thân của nó rất là dài nhé, thân rất là dài. Và chính vì em trồng lâu và em cũng không có chăm sóc nhiều cho nên cái thân nó dài ra như vậy, mà cái kích thước lá nó không có tăng nhiều nha anh chị. Và đặc điểm của cái cây này thì cái size lá của nó cũng không quá lớn đâu. Nó khác một số cái cây, nó khác với một số cái cây cây đế vương khác ấy. Ví dụ như cây đế vương xanh hoặc cây đế vương đỏ thì nó phát triển rất là nhanh. Còn những cây đế vương kim cương này thì nó phát triển chậm hơn và cái size lá nó cũng nhỏ hơn nha anh chị. Có nghĩa là cây này nó thích hợp cho mình trồng cây ở trong nhà hoặc là mình để bàn nhé, chứ nó không thích hợp để cho mình để co sân vườn đâu. Sân vườn thì cây này nó quá nhỏ để anh chị để co. Đó. Thì cái cây bikin này á, là cái cây cấy mô nha anh chị. Bây giờ hoàn toàn những cái cây như thế này, những cây đế vương này hoàn toàn là họ cấy mô hết rồi, họ chứ họ không có nhân giống theo cái hình thức là cắt đốt để họ để làm cây đâu, mà họ hoàn toàn là họ sử dụng cây cấy mô hết rồi nha anh chị. Đó. Thì cấy mô thì cái hình thức cấy mô thì thời gian gần đây này, đặc biệt là một số cái nước bạn như bên Thái Lan hoặc Philippines ấy, thì họ sử dụng cái hình thức cấy mô này từ rất lâu rồi. Và Việt Nam mình thì mới như mấy năm gần đây thôi, bắt đầu chuyển từ những cái cây kiểng lá này họ làm cấy mô này. Rồi những cái cây trồng cây sân vườn, những cái cây hoa này, cây cúc hay gì đó là họ cũng chuyển sang cấy mô hết rồi, chứ họ không nhân giống bằng hạt như ngày xưa nữa. Đó. Thì đây đặc điểm nhận dạng thì anh chị nhìn sơ anh chị biết rồi nhé. Và cái cây thì bên em ấy đang cung cấp cái dòng cây bikin này. Chiều cao thì cũng tương đương với cây này thôi. Và đặc biệt là một cái chậu của tụi em khi xuất bán ra ấy, thường thì trong chậu đó nó sẽ có khoảng tầm 2 thân lớn và có một số cái cây con đi kèm. Thường là như vậy nha anh chị. Thì em sẽ báo giá chi tiết từng loại. Ví dụ như một cái dòng cây bikin như thế này và nó chỉ có một thân mẹ như này thôi nha anh chị, thì bên em đang bán với mức giá chỉ 80.000 đồng một cây thôi. 80.000 đồng một cây. Cái mức giá này là mức giá là tụi em đang trong cái chương trình khuyến mại đó. Thì anh chị nhanh tay thì anh chị có thể mua được những cái dòng cây như vậy nhé. Chậu một thân 80.000 và chậu 2 thân là 120.000 nha anh chị. Em cũng có một số cái chậu nó có khoảng tầm 3 thân hoặc là hơn 3 thân thì giá của những cái dòng cây 3 thân đó thì nó cũng tương đương với dòng cây 2 thân thôi, tại vì khi mà cái cây nó đạt 3 thân trong một chậu á thì thường thì là cái cây ở trong cái chậu đó nó sẽ nhỏ hơn một chút so với cái cây 2 thân hoặc cây 1 thân nha anh chị. Nên là cũng tùy cái sở thích của anh chị thôi. Anh chị thích nhân giống thì anh chị mua những cây 3 thân, 4 thân thì em sẽ lựa riêng cho anh chị. Và cái giá thì chỉ 120.000 một chậu thôi nha anh chị. Còn những cây 1 thân thì 80.000 một chậu. Nhưng mà theo em thì anh chị nên lấy những cái dòng cây 2 thân là vừa nhất. Nhân giống thì cây cũng khỏe. Mà cái mức giá thì nó chỉ nhỉnh hơn một chút, mà anh chị đã được 2 thân để anh chị chơi thì nó lợi thế hơn rất là nhiều. Và cái mức giá trên thì chưa bao gồm phí ship đâu nha anh chị. Bên em thì chuyên làm tất cả các dòng cây kiểng lá, cây trong nhà, cây sân vườn. Thì hình thức thì thanh toán thì thì những cái người mà khách mới thì các anh chị sẽ hình thức sẽ chuyển khoản trước nhé. Chuyển khoản với chuyển cây. Đó, em nói trước như vậy cho anh chị dễ hình dung. Tại vì cái kênh của em thì cũng uy tín rồi, em làm từ rất lâu rồi. Thứ hai là em công khai số điện thoại, công khai Facebook rồi Zalo, thì địa chỉ của cái tiệm cây của em cũng như là địa chỉ nhà. Đó, nói chung là mọi thứ em đều công khai hết ở trên trang cá nhân của em. Nên anh chị cứ tham khảo hết mọi thứ đi rồi anh chị lúc ấy chốt cây sau cũng được. Đó, em xin đọc lại thông tin và em xin kết thúc video ở đây ạ. Cây đế vương kim cương hay còn gọi là cây bikin ấy. Một thân lớn như hình nha anh chị, 80.000, 2 thân 120.000, 2 thân trong một chậu nha anh chị.
Rồi, em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.